mời các bạn đi tham quan vườn bưởi của nhà tôi ngay. Nay thì bữa nè giờ ra trái rất là nhiều rồi nhưng mà nó chưa có ăn được, nó dòm thôi. Tết mới ăn được nha mọi người. Đây nè. Cũng khoảng mẫu thôi mà. Đây, giờ mình đi ra vườn hái rau rồi mà. Thấy rau dại mọc đường nè. Đây là rau rau chùm bao, rau chùm bao đó, có chỗ kêu bằng nhãn lồng nha mọi người. Ở quê thì đi hái rau dại về ăn thôi. Nó sạch. Mình ăn lỡ thiếu quá chất thì mình lên trên Sài Gòn mình mua rau trên đó mình bổ sung quá chất. Còn này rau ở đây là không có quá chất nha mọi người. Rau mọc tự nhiên. Đó, lên trên đó là bổ sung quá chất vô. Cái vườn ở bên kia trái cũng nhiều lắm. Bây giờ mình đi hái rau chút xíu nữa mình lại mình quay cho con coi. Tới giờ nó ra trái rồi tới dưỡng tới Tết mới được. Mới hái bán được nha. Bây giờ cũng chưa có ăn được đâu, chỉ nhìn chơi gì thôi cho vui thôi chứ không ăn uống gì giờ này được. Đây là cái đột rau rau chùm bao nha, cái chỗ kêu bằng rau nhãn lồng nha bạn. Đây nè, bây giờ mình cắt cái đột non này, mình bẻ cái đột non này về mình luộc. Đây, giống mình mới hái đây mình mới lập đột những cái lá này. Rồi mình phát hiện ra được có những cái con vật rất là dễ thương mà có thể nuôi làm thú cưng được á. Mấy anh chị em nào có muốn có nhu cầu bắt làm thú cưng thì mình sẽ nhận mình bắt mình gửi cho miễn phí luôn, chơi nuôi chơi thôi chứ không có mua bán hết các bạn. Cái điều rất là dễ thương. Mấy chị em mình có ai ấy thì có nhu cầu nuôi thì alo mình tí hay là nhắn tin qua Facebook hay gì đó rồi mình ấy cho nè. Thôi để mình giới thiệu cho nha. Nãy mình ở đây rất nhiều, ở đây rất nhiều nha các bạn. Có ai muốn nuôi thì ấy mình tí mình bắt cho để nuôi ha. Đây rất là dễ thương các bạn. Đây hay chưa, cái con này dễ rất là dễ ăn mà thả mấy cái lá vô là tự ăn tự sống các bạn thấy chưa. Quá trời nhiều luôn, đủ loại kích cỡ nha các bạn. Ai có nhu cầu thì nói mình tiếng nha. Cái này ở quê em có nha bạn. Mấy con này mấy người thành phố không biết được đâu. Người thành phố không có khả năng mà biết tới mấy con vật này đâu nhưng mà. Đó, rất là nhiều màu nha. Bọn thấy lựa chọn đủ thứ màu hết đây nè. Màu đen, màu phan đen trắng, phan đen vàng rồi nè. Đây bưởi quá trời luôn nhưng mà chưa có lớn quá trời luôn nữa. Nhiều lắm. Đây vườn bưởi không phải của mình được mà của bên nhà.
chùm trái khủng khủng hoảng. Sai trái gió nó đâu chịu nổi, cao cao thì